anh có điều bất ngờ này. Nhìn này, đây này. Ô, anh à? Sửa đi. Chào mọi người đây này. Chào anh em nhá. Hôm nay anh em tôi sẽ đưa thằng Đức vào đi ăn bibi coi. Tại là ăn bibi rồi nhỉ. Hôm trước mình quay video mình tán gái mình làm idol. Nói chung là cũng có nhiều em nhắn tin cho mình. Ngại cười tươi đi vào đây anh ngồi bibi nhá. Con chó này. Hai em đấy khen mình được cha cả nổi tiếng như là có yêu mình. Nhưng không được đâu. Không được đâu. Mình đẹp trai như này rồi dễ rồi. Em ánh em mày nhiều ánh chết. Thôi em ánh ghen. Ông Hiến ơi. Em mời cho ông điện. Có điện đâu ấy bà. Ôi tối rồi mà. Tối không Đức? Tối mà. Ừ xoáy lên trèo lên xoáy lên bóng điện. Đây đây sáng vào xuống. Đấy anh em ạ. Cái clip nhỏ của mình được 2 triệu view. 2 triệu view luôn. 400 em nhắn tin. Wow. 400 em nhắn tin. Wow. Thế mà anh giờ anh chưa cùng yêu thì mày phải làm như nào ấy. Em đẹp trai thật, em cho anh 200 con. Anh mua em rồi. Cần 200 con. Thế không được rồi. À anh có điều bất ngờ này. Nhìn này. Đây này. Ô anh à? Sửa đi. Ô anh em đang lại chơi à? Tưởng anh ở chỗ anh mà. Anh xuống chơi với Đức đây. À xuống mua đi cho em đúng không? À. Đây là đàn em của em đúng không? Không có đâu. Đây, có đây chủ yếu. Anh về đây ở em hẳn đúng không? Ừ anh về đây ở đi. Đây, anh em hôm nay anh Vương vừa ở hẳn với mình. Suốt ngày mua bi cho mình. Ăn vừa sơ răng. Mình nay chủ yếu lên là đắp qua đi chợ. Nay chủ yếu là lên đây để thăm anh em với lại xem sức khỏe anh Hoàng như nào, xem bọn học viên mới như thế nào. Nọ nha nó. Xem video nhiều cay quá. Em kể cho anh nghe nha, nó lấy tiền nợ của em, nó đập. Nhưng mà nó, cái tiền đấy em mua pin nó đi xăm trả góp nha. Xăm thì trả góp rồi. Cái thằng xăm quyệt đấy. Xăm trả góp. Cái thằng xăm quyệt. Có ra dạ, và Đức nó có xăm chẳng góp anh em. Đây gọi là xăm quyệt. Thằng nào đấy, thằng móng chuột á? Đúng rồi, chính là nó. Thằng Kiên đấy. Ôi bây giờ nói chung là không nhắc đến mấy thằng đấy không đủ tuổi. Em anh nhìn đi. Giờ bán nhá, hứa không? Ừ, anh ở hẳn hết đêm nay. Sao lại hết đêm nay? Không, đây xem anh em như nào ở đây hẳn muốn bim. Không thì anh đưa kìa Vương về luôn mà. Không được. Anh cho qua cánh cửa thần kỳ của Doraemon em ạ. Không, về nhà luôn rồi. Ngọ anh đặt cho em một cái kênh như thế này là em đăng lên được 2 triệu view. 2 triệu view. Xong là 400 con nhắn tin cho em. 2 triệu view hay là 2 triệu view. Tức như con anh béo ấy, anh béo nó toàn theo đuổi Đức về. Con là hay đến nhà. Đúng rồi, con anh béo đó đấy. Xin nhờ. Anh cà phê à? Sao lại anh mà nghiêng cà phê á? Ít cà phê này là gì không? Nó xinh thì là gì nữa? Thế là ngại. Ngại. Gầy. Gầy. Thôi, không đùa nữa thì hôm nay em không tính. Anh không vui tính mà cười từ nãy. Không vui tính anh mua bim bim cho em à? Anh biết hút thuốc không? Anh đạt hôm qua dạy em hút thuốc rồi. Một phép đấy. Anh còn không biết uống thuốc thì nói gì. Dạy ông Đức. Không hiểu đâu. Đặt mắt đấy. Tập mắt cho Đức hôm qua. Nhưng mà Đức bảo hôm qua đã dạy rồi. Ôi, Đức anh mới vẽ à? Anh mới đi xăm trả góp giống như móng chuột đi. Dạy rồi thì đấy cũng béo lên rồi đấy. Hết nghiện rồi. Nghiện. Anh chưa bao giờ nghiện luôn. Ông anh hút đi xong rồi đi về. Đánh thằng đồ của nó. Đó cái thằng bốn thằng ở nhà. Bốn thằng ở nhà. Toàn xăm quyệt đi xăm chẳng có.
Mày có thích bao nó không? Lắm luôn. Ra đánh được nổi nào chưa? Qua ánh mà nó còn sờ đít ánh của em. Vậy giờ luôn. Vậy giờ rồi. Đấy. Mất dạy phải không em? Quá mất dạy. Mày lấy lại công bằng phải không? Anh của em anh luôn. Anh xinh nhưng không dễ dãi rồi. Chúng mà nó bắt ép anh. Nó để anh một góc tường. Vậy được rồi, được rồi. Ôi, từ hôm nay anh Vương đưa về đây thì làm đàn em nhé. Thì giờ Vương về cho em Ánh ở với anh Vương nhá. Cho em Ánh thì Vương không? Anh Vương... Anh Vương có thích Ánh của em không? Anh với em cà phê ai? Anh em đi và đánh được chó kia đi. Đánh được người nào chưa? Đánh rồi, em đã phân bổ rồi. Nhưng nó cắn vào tay. Móng chuẩn nó hay cắn bậy lắm. Thì gần tối rồi anh cho anh em về ăn cơm đi nhá. Cảm ơn. Anh Đạt mới mua điều hòa mà. Đó, anh mới mua điều hòa cho Đức. Nhưng mong anh và anh không được đi đâu nhá. Không. Hello ạ. Muốn đi mà. Đi. Đi. Ông cứ chào quà này nhá. Đó, bỏ 10.000. Cao 10.000. Đắt đi. Ông cứ cho được phòng ngủ gọi à. Đúng rồi, được rồi. Ông cho được ngủ được rồi à. Rồi đi xong xong rồi cái cọc mà đi giả nó ấy thôi. Giả nó không giả nữa. Lấy mà ăn đi. Thôi, đâu thèm, tôi về ăn cơm. Rồi, về ăn cơm em. Dạo này cháu không thích đi. Tâm trạng của Đức nó khá khẩm rồi này không? Đức giờ làm gọi là rồi ông sẽ thấy hối hận khi không cho Đức một gói bánh mì à gói bánh mì ông sẽ cần Đức nó sẽ à. Giờ nó sẽ làm ai đây ai đồ ai đây anh em của em đúng không ai em vô Đức à con này là tiệm nhà tiệm em phải không đúng rồi 400 con có một cái con này này à. Đây cả rồi, đây rồi không? Đây phải không? Đây. Anh ơi. Đi con mẹ mày, bố mày nhọt cái mày đấy à? Gươm nhá. Gươm được. Thôi hỏng quá. Gươm nhá. À có chua không? Nay cháu quay cho bà lên TV. Nó tặng cháu cái này. Sao bảo bà tặng cho kiếm người yêu. Kiếm người yêu. Ớt ăn đâu rồi. Không yêu. Không yêu em quả mang chua cũng được. Đúng mày à. Không bằng gì bảo bà. Bà có cua đơn không? Được kiếm bằng người yêu. Bà có cua đơn không? Được kiếm bằng người yêu. Mày có cầm mẹ cái mồm mày đi không? Mày mới không? Quên. Thôi cho anh yêu bà rồi nha. Thôi anh em ạ. Giờ anh em tôi đi về cơm nước thôi. Nay có thêm anh Vương em ạ. Chết anh em lại được tụ họp ăn cơm chung với nhau rồi. Thôi tạm biệt mọi người đi để anh em mình về ăn cơm. Dạ anh em nhá. Tạm biệt mọi người nhá. Sau mình sẽ lên video cho anh.